Hi, xin chào mọi người đến với kênh YouTube phòng kinh doanh xe cũ của hãng xe Ford Bình Triệu nha. Hôm nay xin giới thiệu tới mọi người cái con Chevrolet Cruze số sàn 2013 ha, chạy 71.000. Hiện tại giá bán là 299 triệu. Còn thương lượng cho mọi người nếu có thiện chí mua xe thì nếu mọi người có thiện chí thì vui lòng liên hệ với mình qua cái số điện thoại hotline trên màn hình ha, và đi qua cái chi tiết tổng thể của xe thì mình sẽ giới thiệu cái phần đầu xe. Thì nhìn sơ qua cái phía đầu xe thì nhìn màu sơn rồi là các thứ rất là đẹp. Xe nếu mà theo đánh giá thì xe 2013 tới thì được, thì cái màu sơn và chất xe như thế này, xe rất là ổn. Mâm ha, mâm cũng vậy ha, đi coi như là 7 năm rồi. Đây, nhưng mà mâm còn sáng, rất là sáng. Lốp vậy ha, lốp thì 95-96% này. Lốp thì không tránh khỏi được, thì có thể là đã thay rồi. Đây, về phía bên hông vậy, xe màu đen nhìn rất là mạnh mẽ ha. Mâm sau vậy nha các bạn, mâm sau còn sáng lắm nha. Đặc biệt xe mua sao thì để vậy nha, về không có tút, không có làm gì hết, không có dựng gì hết nha các bạn ha. Biển số tỉnh 72 nha, Vũng Tàu. Chevrolet Cruze LS. Cruze được biết đến cái khung gầm rất là chắc chắn, rất là an toàn, dòng xe của Mỹ. Xe này là xe nhập nên về chế độ vận hành, về chế độ an toàn thì có thể là yên tâm. Đi về phía nội thất phía bên trong xe thì xe thì sử dụng ghế nỉ. Ghế thì dễ lắm, ghế thì có thể là mình không thích ghế nỉ thì bọc da lên khoảng chừng tầm 2-3 triệu thôi, mà nhìn nó sang trọng, nhìn nó đẹp hơn. Rồi à, 299 là đã có con xe hơi chạy Vivu rồi ha. Phía nội thất phía bên trong xe Cruze này nhìn rất là đẹp nha. Đây, như các bạn có thể thấy, xe số sàn 5 cấp. Nói chung nội thất phía bên trong còn mới. Đây, quay vòng ha. Đi khám phá nội thất phía bên trong ghế tài đi. Bên này là mấy nút điều chỉnh lòng gương chiếu hậu và điều chỉnh kiếng lên xuống ha. Này. Đây các bạn, 71.521 km. Xe thì cũng không trang bị gì nhiều, chỉ có dán phim cách nhiệt thôi. Xe này sáng tên thì nó mất ở Sài Gòn thì nó mất tầm khoảng chừng thêm khoảng chừng 30 triệu nữa nha mọi người. Ở tỉnh thì nó sẽ rẻ hơn khoảng chừng mười mấy, mười lăm triệu thôi. Thì mọi người, cảm ơn mọi người đã xem cái video chia sẻ con xe Chevrolet Cruze này ha. Nếu có quan tâm thì vui lòng liên hệ với mình qua số điện thoại để biết chính xác về giá bán cũng như mọi chi phí liên quan tới con xe ha.
Xin cảm ơn mọi người, nhớ like và subscribe kênh YouTube của mình ha.